Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2013 đến nay, đối tượng Lê Minh Hiếu, 18 tuổi ở thôn Xuân Tiến, xã Do Việt, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, đã cùng chị gái là Lê Thị Như Ngọc, 24 tuổi, tạm trú tại tỉnh Sóc Trăng và hai đối tượng khác thực hiện 11 vụ cướp, chủ yếu là xe máy, điện thoại di động và tiền của các nạn nhân. Thủ đoạn của bọn chúng là lên mạng Yahoo download hình ảnh các cô gái đẹp, ghi số điện thoại sau đó dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ các con mồi đến chỗ vắng rồi dùng dao, mã tấu khống chế đối tượng để cướp tài sản đây là vụ án cướp tài sản với hình thức lừa đảo mới thông qua mạng xã hội vì vậy cơ quan công an đề nghị quần chúng nhân dân cần hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác không để cho các đối tượng lợi dụng để bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân